Bước ngoặt của cuộc chiến tại Tây Nguyên. Cách đây 34 năm, ngày 12 tháng 3, 1975, quân đội Bắc Việt Nam chiếm thành phố Buôn Ma Thuột. Sau 2 ngày tấn công, thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên ngày 10 đến ngày 24 tháng 3, 1975 đã tạo ra bước ngoặt trên chiến trường, kết thúc nhanh chóng cuộc chiến tranh Việt Nam và một lần nữa khẳng định vị trí chiến lược của vùng đất Tây Nguyên. Theo nhận định chung của nhiều nhà nghiên cứu là ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương. Khi nói về Việt Nam, người ta thường đánh giá Tây Nguyên là địa bàn chiến lược có giá trị rất lớn về mặt quân sự, kinh tế, tài chính. Người Pháp, người Mỹ và trên thế giới này cũng nhận thức được vị trí yết hầu của khu vực này với câu nói nổi tiếng: Tây Nguyên là nóc nhà của Đông Dương. Về mặt quân sự, vùng Tây Nguyên được đánh giá quan trọng nhất, tới mức nếu ai chiếm được Tây Nguyên thì coi như đã làm chủ được Nam Việt Nam. Nếu làm chủ được Tây Nguyên sẽ dễ dàng tiến xuống làm chủ dãy đồng bằng hẹp ven biển Nam Trung Bộ, hình thành thế chia cắt chiến lược khiến hai đều không ứng cứu được cho nhau. Trên phạm vi rộng hơn, vùng đất này liền kề ngã ba Đông Dương, khi chiếm lĩnh được khu vực này thì cũng dễ dàng chiếm lĩnh được toàn bộ Đông Dương. Điểm yếu trong phòng ngự tại Tây Nguyên. Mùa xuân năm 1975, các nhà lãnh đạo Bắc Việt Nam khi chọn hướng tiến công chiến lược đã nhìn thấy điểm yếu trong phòng ngự chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa, vùng 1 Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và vùng 3 Sài Gòn được tập trung nhiều đơn vị mạnh. Trong khi đó vùng 2 Tây Nguyên rộng lớn hơn nhưng lực lượng tương đối mỏng. Chiến dịch Tây Nguyên có vai trò trọng tâm trong kế hoạch tấn công của quân đội Bắc Việt Nam năm 1975. Họ đã quyết định điểm huyệt ở Buôn Ma Thuột với nhận định rằng nếu giành thắng lợi ở Buôn Ma Thuột và làm chủ được Tây Nguyên, toàn bộ miền Nam sẽ rung chuyển, dẫn đến rút lui chiến lược ở Huế, Đà Nẵng, và đó là thời cơ để giải phóng miền Nam Việt Nam, kết thúc chiến tranh. Trong chiến dịch Tây Nguyên, trận then chốt Buôn Ma Thuột đã được bí mật chuẩn bị kỹ về lực lượng và thế trận. Đòn nghi binh được thực hiện tốt trong khi bắt đầu chiến dịch đã đặt Buôn Ma Thuột vào thế bị cô lập và bất ngờ. Chiến thắng ở Buôn Ma Thuột và cả chiến dịch Tây Nguyên đã thành công to lớn khi được đột biến và làm rung chuyển toàn bộ thế trận phòng ngự chiến lược của Sài Gòn. Thắng lợi này tạo ra thời cơ để Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam ngay trong tháng 4 1975. Choáng váng ở Buôn Ma Thuột và tan rã ở Pleiku, Ma Thuột thất thủ nhanh chóng làm đảo lộn thế trận phòng ngự cao nguyên của Nguyễn Văn Tiểu. Từ thất bại về chiến dịch ở Buôn Ma Thuột trở thành thất bại về chiến lược trên toàn miền Nam Việt Nam. Các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp quân đội Sài Gòn có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về thất bại này. Tuy nhiên, một sự thật không thể chối cãi là trong trận đấu này, quân đội Sài Gòn đã thua cả trí và lực. Chỉ là lời lẽ của miền Bắc Việt Nam. Thực sự mà nói, quân Việt Nam miền Nam rất là lanh lợi và thông minh. Chưa chắc quân đội miền Bắc chống cự được nếu không nhờ vào chân tay của Trung Quốc. Mất căn cứ trụ cột để phòng thủ cao nguyên mà trong tay không còn lực lượng dự bị cơ động nào để có thể xoay chuyển tình thế. Trong cuộc họp với các tướng lĩnh của mình ngày 14 tháng 3 ở Cam Ranh, Nguyễn Văn Thiệu quyết định bỏ Tây Nguyên và rút các lực lượng còn lại về tăng viện cố thủ dãy đồng bằng ven biển miền Trung. Cuộc hành quân rút lui đã biến thành đoàn xe cộ khổng lồ, ùn tắc, không đội hình, không tổ chức, không thể chỉ huy và chiến đấu được. Kon Tum và Pleiku thất thủ trong vòng một tuần sau đó. Kế hoạch rút quân của Việt Nam Cộng Hòa đã không cứu được lực lượng của Nguyễn Văn Thiệu ở Tây Nguyên. Không những thế, nó gây ra làn sóng hoảng loạn lan khắp mọi nơi, làm suy yếu tinh thần quân đội Sài Gòn. Kể từ khi đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tan rã nhanh chóng và sụp đổ. Lại sự chiến thắng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thắng lợi chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc chiến tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 do Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Chỉ huy Quân đội Toàn quốc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Tối cao và Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể trên tất cả các phương diện chính trị, quân sự và ngoại giao trong nước và quốc tế, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ tối cao của cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Trường Chinh và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn là những người đứng mũi chịu sào, chèo lái đưa con thuyền độc lập, dân tộc và thống nhất Tổ quốc tới bến vinh quang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược theo lời miền Bắc Việt Nam Cộng sản lý lẽ. Theo tài liệu mới nói, ông Lê Duẩn từ 1973 đã lo bị Mao Trạch Đông tấn công. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô ban đầu chỉ coi vấn đề Việt Nam hoàn toàn có tính ngoại vi, là thứ yếu so với quan hệ Xô Trung. Thậm chí Russell còn không tin tưởng ban lãnh đạo Bắc Việt và nói trong số họ có những kẻ lai tàu nguyên văn là một từ miệt thị Chinese hybrid. Không phải vì tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và người cộng sự số 1 Thủ tướng Andrei Kosygin đột nhiên yêu quý người Việt Nam, mà vì cuộc chiến Việt Nam giúp cho họ giành vị thế ngang với Mỹ, đôi bên cùng có lợi, trợ giúp cho Bắc Việt Nam chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ, sẽ giúp ban lãnh đạo Liên Xô được công nhận trong con mắt nhân dân chính họ và trong cái nhìn của đồng minh quốc tế như những người thừa kế chính đáng của lá cờ lãnh đạo trong phe xã hội chủ nghĩa. Cũng vì chính lý do đó, Moscow cố gắng cải thiện quan hệ với Trung Quốc cho đến hiện nay. Nỗ lực của Liên Xô làm lành với Trung Quốc, Kosygin có chuyến thăm Bắc Kinh năm 1965 đã không được Mao đón nhận mặn mà, theo giáo sư Rajaneko. Cùng lúc đó, theo nhà nghiên cứu chính trị từ Đại học Hà Nội cũng có tham vọng và tính toán để ngã về phía Moscow. Nhu cầu thực tiễn là Hà Nội cần vũ khí và viện trợ từ Moscow, Liên Xô. Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc giúp cho Bắc Việt Nam quyết định rõ rệt hơn trong việc chọn Moscow. Dù trước đó, ông Lê Duẩn đã tỏ ra ngã về phía Bắc Kinh một cách chiến thuật, ban lãnh đạo Hà Nội lo ngại phong trào cực đoan của cách mạng văn hóa khuấy lên biến động trong giới người Hoa đông đảo tại Bắc Việt Nam. Về vị thế, Hà Nội cũng muốn vươn lên đóng vai trò lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, ít ra là ở vùng Đông Nam Á, và không muốn chấp nhận vai trò đàn em underling của Bắc Kinh. Chuyến thăm của Henry Kissinger sang Trung Quốc năm 1971 khiến Hà Nội cảm thấy họ đã không được tham vấn và bị phản bội. Ông Rajchenko nay cho rằng từ năm đó Bắc Việt Nam đã muốn hoàn toàn ngã về phía Liên Xô. Trong chuyến thăm đến Moscow tháng 12 1971, tướng Võ Nguyên Giáp đã đem đến thông điệp đó khi Bắc Việt Nam chuẩn bị cho cuộc chiến dịch Đông Xuân nhằm đánh cú cuối cùng vào Nam Việt Nam. Ông Giáp hứa rằng một chiến thắng chung của Liên Xô và Bắc Việt Nam sẽ báo hiệu Hà Nội thắng tiến trong đẳng cấp lên làm lãnh đạo và là đầu tàu của phe xã hội chủ nghĩa ở thế giới thứ ba. Rajchenko viết, lãnh đạo Liên Xô đã đồng ý với sứ mệnh đó của Bắc Việt Nam sau khi ông Giáp hứa để hải quân Liên Xô có quyền dùng vịnh Cam Ranh, khi đó vẫn do Hoa Kỳ kiểm soát. Nhưng quan trọng hơn, trong chuyến thăm mùa hè 1973 sang Liên Xô, ông Lê Duẩn đã bày tỏ rõ rệt lo ngại về Trung Quốc. Ông Duẩn nói với Brezhnev, ông nghĩ Mao đã chuẩn bị để xâm lăng toàn bộ Đông Dương và Đông Nam Á nếu có điều kiện chín muồi, trong đó có Việt Nam. Brezhnev đã hứa sẽ giúp bảo vệ Việt Nam, lần này là chống lại nước láng giềng phía Bắc của họ, chính là Trung Quốc Cộng sản. Đầu tư danh tiếng quá đắt, vẫn bài báo của Sergei Rajchenko cho rằng ngay từ năm đó, Brezhnev đã hứa với Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng rằng Liên Xô sẽ viện trợ cho nước Việt Nam hậu chiến để công nghiệp hóa nền kinh tế. Mục đích của Brezhnev là để cho toàn vùng Đông Nam Á thấy lợi ích của việc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhà lãnh đạo Liên Xô không chỉ đồng ý xóa nợ cho Việt Nam và còn cho vay và viện trợ nhiều thêm nữa. Sergei Rajchenko cho rằng đến năm 1990, Việt Nam nhận hơn 11 tỷ USD viện trợ và đa số khoản này
họ không bao giờ trả. Trong thập niên 1980, viện trợ cho Việt Nam thành gánh nặng cho kinh tế Liên Xô, góp phần khiến nước này vỡ nợ, theo ông Rutschenko. Kết luận bài viết, tác giả này cho rằng thắng lợi trong cuộc chiến Việt Nam chỉ là chiến thắng vô ích. Strategic victory ít ra là cho Moscow. Cuộc chiến đem lại tính chính danh và uy tín của một đại cường. Nó đã không đem lại gì tốt đẹp cho ngân sách nhà nước của Liên Xô. Ông Sergei Rutschenko cảnh báo sự can dự của Moscow ngày nay tại Syria, giống như chiến tranh ở Việt Nam, dễ gây ra hậu quả lâu dài tai họa cho nước nhà. Ngày 7 tháng 5 1954, tập đoàn Cứ Điểm Pháp đầu hàng chấm dứt cuộc chiến Việt Nam lần thứ nhất trong số quân phục và dưới lá cờ Pháp, và bỏ mạng con số không rõ đến từ quân đội Đức. Từng là lính dù của đế chế Đức thứ ba Reuters Red, hoặc lính thuộc các đơn vị đặc nhiệm chống chiến tranh du kích tại các khu vực chiếm đóng của Đức tại mặt trận phía đông. Ước tính 80% là lính Đức trong các tiểu đoàn lề đường phục vụ tại chiến trường Việt Nam. Theo nhận định của Pierre Tomelin, người nghiên cứu về hồ sơ này, tham chiến tại Điện Biên, phía Pháp có 16.544 binh sĩ, hạ sĩ, quan và sĩ quan. Tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.